Breaking Mamo, sức mạnh khổng lồ đến từ vệ tinh Gia. Metsubo Jinrai đã có thêm thành viên mới và nâng cấp hắn liên tục. Dodo, bọn chúng tổ chức tấn công vào AMS nhằm tước đoạt chiếc vali vũ khí tối tân nhất từ bọn họ. Ngoài ra, với sức mạnh của Zetsumeki Mamo, bọn chúng đã ký ghép vào những cỗ máy khổng lồ, những cỗ máy quân sự mà AMS đang ngầm chế tạo. Caesar điều khiển chúng với khả năng của bọn chúng là thao túng cũng như biến đổi những Human Gear khác. Sức mạnh khổng lồ từ một cỗ máy to lớn. Đội quân của Metsubo Jinrai đã gần như tàn phá cũng như đàn áp cả thành phố. Aruto với sức mạnh của Zero One cũng đành bó tay. Mỗi khi trong trường hợp hiểm nghèo nhất, Izu đã đến và trao chiếc Breaking Mamo, lấy dữ liệu từ Zetsumeki Mamo được Yua gửi gắm cho Izu cũng như là Gia để cả hai tạo nên sức mạnh vượt trội. Bản thể của Gia là một chiếc vệ tinh, phía sau của nó là sức mạnh của Breaking Mamo. Nó không phải giống như AMS là tạo ra thành vũ khí hủy diệt, nó là cỗ máy để giúp con người thi công những công việc nặng nề mà bản thân không thể làm được. Phần phía sau của bản thân ra và chuyển hóa thành chiếc phi thuyền, gửi nó nhanh chóng tới vị trí của Zero One. Đây không phải là hình dạng chuyển đổi hoàn toàn, mà là như một con robot khổng lồ được Zero One Rising Hopper điều khiển. Tông màu của nó được thay đổi giống như Zero One với tông màu xanh neon và hình tượng Bomamut. Ở hình dạng phi thuyền, nó không có quá nhiều phân đoạn chiến đấu, đa phần là làm màu phía sau lưng của Zero One giống như hình dạng những con vật khác như châu chấu hay là chim ưng từ những form cơ bản. Form này sẽ đại diện chiếc phi thuyền hút Zero One vào bên trong và chuyển hóa. Ở hình dạng robot, nó có tạo hình giống một Kamen Rider với hình tượng của loài Bomamut, với đôi tai ngắn cũng như tông màu được trải dài khắp cơ thể là màu của Zero One. Bên phần hai tay được trang bị hai phần tấm chắn cũng như phần cặp ngà ở phía trước. Với sức mạnh khổng lồ này, anh đã dễ dàng đánh bại đám Zerg, tạo nên chiến thắng vẻ vang cho phe nhân loại trước màn tận tấn công đầu tiên của Metsubo Jinrai. Hình dạng này, Zero One được tăng cường tất cả chỉ số ở mức cực kỳ cao. Chỉ ngoài trừ tốc độ của anh, với cơ thể khổng lồ thì nó khá chậm chạp. Vũ khí đặc trưng của Breaking Mamo là tấm khiên ở hai tay có tạo hình Breaking Mamo Raiki phiên bản to hơn, được tạo ra từ hợp kim Space Hidden, là một loại hợp kim chuyên dụng trong môi trường không trọng lực. Nó có thể làm tấm khiên, một vũ khí để tăng phạm vi tấn công cũng như sức mạnh của đòn đánh, và đặc biệt nhất là thực hiện đòn Final Attack. Còn phần vũ khí khác là phần lưỡi hái, nhưng anh ấy thường sẽ bẻ phần này của Zizer. Đây là phần ngà không tách rời được, nên anh ấy chỉ có thể dùng vũ lực để tách rời chúng trở thành vũ khí của bản thân mà thôi. Đòn tất sát của hình dạng này mang tên Breaking Impact. Zero One bay lên bầu trời với tên gọi Break trong tên. Anh ấy sử dụng phần giáp tay tạo thành một lá chắn, phóng to nó ra, dùng lực cực mạnh của mình ép vào tấm lá chắn. Với cấu trúc của bản thân, anh ấy nghiền ép kẻ thù bằng sức nặng cũng như cú kích cực kỳ mạnh từ Breaking Mamo.